Nó ra linh hoạt thì nó ít người chơi đúng không? Tại vậy tôi thấy mấy thằng rank cao ít ít người rank cao blood. lắm. Ok. Chết rồi, đừng có quát à. Để là lên lại nữa chứ. Lính là rõ ràng à. Ui, lên đúc hả? What the fuck? Hàm quá. Good job. Một có nhiều lính. Từ ráng xong lại ông ơi, đau đớn thế nhờ. Ra một cái nữa này, hết máu luôn rồi hả? Tham Lam không đẩy lên sớm á, giờ lại bê về hoặc là đứng xa rịa lính rồi chứ giờ sao giờ. Cách bê về hoặc đứng xa rịa lính thôi. Giờ cúc. Hít lên. Watch, learn, then make that wisdom your own. I return. Cường Hecarim, kèo này lên CT hả anh? Ba găm liền cái đầu được. Cường Hecarim ngố khi ghi mặt cười lộ rồi. Ôi trời ơi, nó ngủ luôn rồi. Có luôn hả ba? Em thủ nó bỏ lính mà mít nó lên top luôn rồi. Ngố à. Ai, quỳ nó tới luôn cái đầu đớn chứ. Kéo nữa. Tóm vô nha, tóm vô. Trời ơi. Hai. Trời ơi. Đi xin mới là một năm nó ra mít luôn rồi. Nó di chuyển ghê quá vậy trời. Ok,
hợp luôn đấy chứ. Điệp Nguyễn đúng là đánh linh hoạt trong cơ sở hấp ranh bạc. Ok nha. Chính là phụ đó mà mẹ luôn rồi. Xong về đó. Đá một cái mày quỳ cơ má nó chứ. Nó vào nó có phép nữa. Má gì chuyện xong mình thuật bị thuật thuật level mình được 5 mạng không? Thế mẹ luôn. Thuật level nhưng mà được 5 mạng thì cũng ngon rồi. Bị phí tao mà mất trên tại bản đồ nó auto lên top luôn. Nó có để ý cái hướng di chuyển đó. Nó mất mất rồi biết rồi đó. Để nó chạy lên top bây giờ này. Cứ lên nhiều vô. Không ngán mày đâu. An ally has been slain. Để xin bot rồi. Killing spree. Diệp Nguyễn, giờ quy né cá được không em tiến trước tôi quy né vàng. Né được. Được mới lạ thôi. Má lên top nè. Người lên top nó quá, không có lệch nơi luôn nè. Trời ơi, cụ nó thật. Bồ dập tao thế. Hồi lợn vít này lên ngủ luôn đi. Này đẹp luôn đấy. Trúng không? Trúng luôn kìa. Ok nhá. Ghê luôn rồi. Diệp Nguyễn, mít góc rừng đánh chung cây 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 cây. Năm nàng đua chung cũng được cái gì đâu mà. Mẹ mất vụ top luôn đấy chứ. Mẹ nó ăn nổi cái trụ luôn, đau đớn là cái cây vãi cả bèo. Đẩy chui tới nhà luôn, không ăn được. Còn 60 máu thì nó lên nó giết hai lần luôn. Cụ nó đấy chứ. Chúng ta cần 2 luôn, rất ok nhá. Ngăn top này có lợi. Ui dù mày. Vì không lại nó là khó rồi. Chủ đi. Chủ đàn. Nó thì phần nớt đấy. Ôi nó mạnh quá đâu. Nó đánh còn không kịp ngáp nữa. Rồi boss cũng thua luôn. Con
cái rừng thắng tí luôn. Đó, cụ nó ba thằng đây luôn. Hay á. Phải ở đi. Ngon ở đi. Ghê rồi. Cụ nó thật, lại thế gì. Lên chậm các bạn. Ba thằng DC núi 28 ơ một con. Ui tê ui. Còn rờ quá ta. Hải Nhi Trần được game này bỏ túi rồi. Sức lực con ngáo à. Bớt đạo là mờ lại giùm tao mấy nha. Gió đen hay gió gì nữa. Có bùa rò. Lấp lại tí rồi lên đập DC đó. Lẹ 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 anh chó đi xin nó lên á. Đi xin kỹ lên nó bây giờ đúng không à. Thấy nó chạy ngược lại nó coi chừng á, đi xin cho boss à. Thì ít lam và né cạp cạp nhẹ quá vậy. Minh cho các vị. Kìa, có em chưa? Ờ kìa, đồ Lee Sin nó mạnh quá. Điệp Nguyễn, Lee Sin sắp phế rồi, tìm đi chung bay vào bốc hơi. Mẹ, nó cũng mạnh quá, kìa nó vô nó xúc phát thai thằng vầy màu luôn rồi. Nó mới sẽ kích phát hai thằng trắng máu. Cứ cuồng đeo chúng thì mình ăn. Và nãy không có xe lát, chứ có xe lát thì em game. Thích em ha. Chạy đi nào. Chạy không biết. Chạy không phải chạy bro. Minh chào các vị. Thần đúng không? Cái bà thằng ở đây đó nè. Cái bà thằng ở đây nó bắt tôi là em ra mà gửi luôn. Minh chào các vị đại nhân. Thanh Louis đánh như với máy. Kéo gì nó lên nó gan gì. Gan ướt cả người đây này. Ôi giời.
lên 6 may mắn thế. Em này ngủ top quá, hai thằng hơi đỡ anh em trước à. Ta tập em có 20 mấy lính này. Tí rừng nó thọt level thôi, mà nó có nhiều tác dụng hơn rừng mình. Mẹ hơn level làm nó cái khỉ gì đâu. Đi rừng 8 phút đéo ra khỏi rừng luôn. Ác thật. Ít rồ. Đây coi. Độc farm thôi. Ác ôn thế là cùng nữa chứ. Đi rừng đéo ra khỏi rừng luôn này chị ơi. We could use the supplies. Có tí giáp nó bị dây đánh không ơi. Giáp đánh lắm. Mình có tí giày giáp nè, thoải mái đập này. Cái tên nó boss đúng không? Phạm ra. Thích ngủ nướng, tiến giáp. Tí đào vào tụi mày mà chóng vào một cái là cho mày xanh cọ luôn. Khóa cái hàm mày lại ha. Chỉ cần choáng nó một cái thôi là tao khóa cái hàm mày lại. Cho mày đi. Một băm. Hai băm. Ba băm, bốn băm. Năm băm. Đi ra ngoài. Chạy nha. Căng nhá. Lên đây anh. Đớp lại rồi. Nhờ khóa hàm nó luôn. Imidasado. Imidasado. Lên thật luôn ông giáo ơi. Cụ thì nó là à, mày lần này lên ra vô rừng nó tìm giết bà rồi luôn đó chứ. Người ta cắm mắt ra vô rừng nó tìm giết bà đó. Có giày giáp nữa. Đây là mít à. Rất ok. Điệp Nguyễn, rừng nó thọt điên ao 2 LV. Camera Sado. Nó đích làm gì nữa vậy? Nó e được mà nó chạy được đúng không? Được. Nó té vào bụi đây. My future for my ink. That was the day.
Chỉ có thể ăn bái là đâu không mà bái là vẫn ăn xì một quay về lên đồ coi. Má hồi này nó chơi game tình á, qua lớp 9 đánh tí nha mọi người. Ta là sung này ẹo cái xấu đánh vàng lạc đây nữa ẹo tới đấy gì đấy. Ui nó ăn kiểu gì mà nó vòng được cái đường đó vậy ta, có luôn à. Nó ăn kiểu gì mà nó vòng được cái đường đó vậy mấy không. Quy luôn à. H1001 lâu lo xem tưởng anh nản bỏ stream rồi chứ cuối cùng anh tôi vẫn anh game à, xuống đây xuống đây bạn. Ôi trời ơi đục ai cả điểm giác một lùi luôn. Mất cái ấy này. Chưa kìa. Chắc ok nha. Rồi đủ tới công chuyện nè. Ây da rồi solo cùng bolero được không nhỉ. Đã top bị solo kill xong rồi bảo mà thằng gần nó là khó luôn nó chứ ra đây ba giây đó. My
Một khoa cá sấu cay quá. Nari đâu rồi trời? Múa về à? Cốp lại con này nó khó luôn á. Thiệt luôn nè, nó uống cái cây mà. Má thật đó chứ. Chịu luôn rồi. Dạ, tóc rồi đó. Thế có thể dùng đầu lớn. Nó cần thì nó đéo phụ, nó mới ác thôi chứ. Ok. Má đợi nhanh nhanh thôi nha. Đâu. Bốn à. Ôi giời. Chạy được rồi nè, đến đi luôn rồi, khó luôn rồi, hết máu luôn rồi. Cá sấu đẩy đẻ ngoài ca ke luôn chứ. À đây kè. Đi rất xa đâu, bắt vào ran chứ được. Đi xin lúc đồ đây rồi. Đúng
đớn rồi. Bay nhảy làm đủ các trò. Không có đồng hồ tốc biến là chắc đánh được. Búp cho tao cái giáp là ngon rồi tao ơi. Búp cho tao cái giáp lại endgame. Sao bố Win nghe thế nhờ. Tôi xin một khóa học bố Win biết được không? Nào đi top tận tải thôi, chạy nào gắn hết má. Đánh cái lít này có được chạy cái anh em Giang. Gắn đâu. Hello âm. Chào anh Đặng nhé, hello. Ok. 15 điểm một game ạ. À. What the hell? Do you fight? Do you fight?